Chào quý vị các bạn đã đến với kênh youtube để chế giải trí à, Cùng uh, tiếp theo series tìm hiểu về uh, các loại uh, đơn vị quân và nhà quân Thì hôm trước là nhà BA, bây giờ chúng tôi và các bạn sẽ tìm hiểu về nhà BL để ấn F4 lên này, còn ở đây ấn F11 lên này Xin dân Lệnh xanh nhanh à, Các bạn uh, Lên đời ạ Nhà BL là không có từ đời 1 mà nó phải là ở Đời 2 các bạn uh, Điều kiện BL không có Không có ngay Mà các bạn phải xây xong BB Các bạn phải xây cái nhà quân BB Nhà cơ bản Thì các bạn mới có BL Đấy Thì các bạn mới có BL này Và đời 2 BL thì nó chỉ có mình con ngựa giò này Đời 2 thì nó chỉ có mình ngựa giò này thôi Đó BL đời 2 không có quân gì cả Không có chém gì Chỉ có mình ngựa giò Ngựa giò cũng là đơn vị quân Không tự động đánh Quân nhưng không tự động đánh nó chỉ đi dò thôi. Nhưng dân ấy gặp đối phương nào nó không đánh, mình phải chọc bắt chỉ nó đánh thì nó mới đánh. Lên đề ba, lên đề ba thì các bạn sẽ có thêm hai đơn vị quân trong nhà BL, đơn vị ngựa chém và đơn vị lạc đà. Lên đề bốn, à, lên đề bốn. À quên đời 3 các bạn có thêm hai đơn vị quân này Nhưng mà các bạn nâng cấp bánh xe Nâng cấp bánh xe từ đời 3 đấy Thì các bạn thấy có thêm đơn vị quân ngựa sọc dùng gỗ Quân này phải điều kiện và nâng cấp bánh xe Còn hai quân này là sẵn có Lên đời 3 là có Lên đời 3 muốn đánh nhanh thì người ta xin hay lạc đà với chém Hai loại này thì nó nhanh hơn Còn ngựa sọc lại phải đợi bánh xe Còn lên đời 4 Lên đời 4 thì sẽ có thêm voi Voi húc Đó lên đời 4 có thêm voi húc còn cái nhà BL này Quân ngựa sọc này muốn lên thần thì Các bạn phải có đầu máu này Có đầu máu thì Có đầu máu và có ngựa sọc Thì sẽ có lên được thần Đó Còn ngựa chém này Thì phải có Quân nào phải có công Công 7 Có nâng cấp được công 7 Thì có ngựa chém thần Nha Các bạn lên tới 4 rồi nhưng Muốn lên có chém thần Thì các bạn phải nâng cấp được công 7 Đỉnh cao kìa Đỉnh cao tấn công thì, thì ngựa chém mới lên được thần Đó còn voi này muốn lên voi thần thì các bạn phải nâng cấp hai lần hai lần cái khiên chống tên này nâng cấp thì voi không có lợi gì đâu nhé voi không được lên cái gì đâu nhưng mà nâng hai lần cái đấy lên đấy thì mới có voi voi thì không được lên cái gì đâu mà chỉ điều kiện lên thần thôi và lên thần thì thì nó lại sẽ có luôn giáp và giáp hai và cái khiên chống tên đó và toàn toàn bộ cái nhà bl thì tương tác với cái tấn công này này tất cả từng các tấn công trừ voi voi thì không thể nâng cấp công ở đấy được voi thì không có nâng cấp công nhé chỉ có nâng cấp giáp và cái chống tên này thì đến hai lần thôi nâng cấp lần 3 thì voi cũng không thêm được gì tấn công này thì tất cả các này đều nâng công đến 7 bảy. bảy hết còn phòng thủ phòng thủ thì nâng cấp cái này tất cả trong nhà này đều phòng thủ đều dựa trên cái móng ngựa này voi cũng được nhé Đó. Và nâng cấp lần 3 này thì không có tác dụng Lần 3 này không có tác dụng trong người cái nhà này Lần 3 này thì nó có tác dụng với nhà BB với nhà BI thôi Đó. Thì à, lên đời hai Khi nào các bạn đánh Muốn đánh đời hai khi nào các bạn đánh ngựa giò Khi các bạn muốn đánh kiểu là bất ngờ và nhanh Thì các bạn đánh kiểu ngựa giò ấy chọc ngựa giò luôn thì các bạn đấy nếu đánh đời hai ngày xưa không không có luật và và khi nào thì các bạn đánh ngựa sọc này thường thường cái đời ba ấy gọi là khi có thì đánh tạm thôi thay thế ngựa chém và lạc đà gọi là tạm thôi còn ngựa sọc này bởi vì nó ra muộn nó phải nâng cấp bánh xe xong nó xin hình cũng ra chậm hơn xin nó ra chậm hơn lạc đà và ngựa chém thế nên là cái quân ngựa sọc này đời ba là rất ít dùng ngựa sọc đơn và nó yếu nữa đam của nó là đam sọc đơn của nó là bé đam bảy nó yếu và nó không được tăng hay là giảm đam gì so với các quân khác nó không được tăng đam vào, vào nhà BB Và không được tăng đam vào các quân khác Nó bình thường là con này đời ba là gần như không được dùng Nhưng mà khi trên đời 4 mà các bạn hóa được thành đạp đôi này Xong mã này này Thì nó lại rất là mạnh Vì khi đó nó đánh lan Con đạp đôi nó sẽ lan tất cả ra xung quanh Các bạn để ý kỹ này Hai con ngựa này Và cái ở cái chỗ bánh xe này nó có cái Nó có cái uh, móc này Gọi là đấy thì nó sẽ chạy Nó sẽ lan tất cả Đấy, khi lên được đạp đôi rất là mạnh. Còn ngựa chém này. À, vào đời ba ấy, thì sọc đơn thì có thể là hai quân này thì đánh này. Có thể là một là, là tình thế bắt buộc, hai là có Roman đánh sọc đơn. Một là Roman, hai là Egypt thì đánh sọc đơn này. Ngựa sọc đơn và cung. Hỗn mã gọi là hỗn mã. Đó, thì người ta đánh. và các loại quân sen phô hay là Baby đều có kiểu hỗn mã như thế. Còn ngựa chém thì tất cả các quân mà nó không có lạc đà và không có ngựa sọc này thì thì người ta hay đánh chém thì đánh chém thì nó rất là đắt cái chém nó là 80 vàng 70 thực nó rất là đắt nên ngựa chém này là đắt đỏ rất là đỏ và chém này thì khi nào đánh chém khi mà đối phương có những quân đi bộ có những quân đi bộ một là quân nhà cung trong nhà cung này trong nhà cung là quân đi bộ này. cung à, trần này cung này thì đánh là thì đánh ngựa chém khi mà nhà có đủ ấy mà quân đối phương mà quân đi bộ thì ta nên đánh ngựa chém họ đánh cung trần hoặc cung a thì ta nên đánh ngựa chém ở đề ba nhá và bb này họ đánh quẩy hoặc đánh toàn bộ nhà bb này ngựa chém nó khắc chém khắc nhà bb và khắc gọi là ngựa chém khắc quân đi bộ và khi mà có lạc đà nữa thì khi nào mà không đánh ngựa chém đánh lạc đà khi mà đối phương đánh cung đối phương đánh cung cung r này đấy là đang nói thứ ba nhá thì các bạn nên đánh lạc đà ra xin lạc đà Đấy. và khi mà đối phương đánh cung A và cung chân rồi thì các bạn đừng có xin lạc đà rất là bị khác luôn xin lại chém nó khác hẳn Chiêu lạc đà là nó không gần như yếu rất là yếu luôn các bạn thử xem có trong kênh có cái video test về cái vấn đề đấy đấy thì lạc đà thì chỉ trường hợp là họ đánh cung R hoặc là sau này lên C thì đánh lạc đà hoặc là đối phương cũng đánh ngựa chém hoặc đối phương đánh lạc đà thì mình đánh lạc đà thôi đó còn khi nào thì đánh voi thì voi là một quân rất là mạnh đam to húc lan máu trâu nhưng mà nhược điểm của nó là đi bộ chậm và thứ nữa là rất là đắt 170 thực 40 vàng nên là cái quân uh, voi húc này thì chỉ khi người ta lên thần mà nào lực rất là mạnh rồi thì người ta đánh và có những quân này thì người ta có thể đánh này một là voi Macedonia à, một là voi person là hàng đầu là người ta dễ hay đánh hai là voi Macedonia và voi đấy Macedonia thì nó voi person là nó chạy nhanh chạy rất là nhanh nên cái voi đã ngược điểm của nó là chạy chậm nhưng con này lại chạy rất là nhanh có nhược điểm nữa là chống hù thì lại voi person không chống được hù nhưng nó chạy nhanh thì nó cũng giảm được hiểu cái vấn đề đấy còn thứ hai là Macedonia thì người ta có thể đánh voi nhưng mà thường thường Macedo thì người ta lại không đánh voi mà người ta đánh bi đánh sọc xiên bi bởi vì con đấy nó ưu điểm nhiều hơn voi còn voi của Macedo cũng khá là bá voi ưu điểm có nhưng mà nhược điểm của nó cũng khá nhiều thứ nhất là có thể dễ bị hù thì mát c có chống được rồi nhưng mà thứ hai là khi gặp bẹt voi gặp bẹt thì voi khá là bị khắc voi gặp bẹt thì bẹt nó bắn voi khá là bị khắc Đó. thì voi cũng ít khá ít được dùng chỉ có mấy trường hợp là có thể dùng mát c thì người ta lại cũng không dùng voi người ta dùng bi còn có trường hợp dùng voi là một là person hai là phonesian phonesian thì voi nó rẻ con đấy nó lợi gỗ lợi gỗ làm được nhiều ruộng xong lại voi rẻ thì người ta có nhiều ruộng người ta sẽ đánh voi quân ngựa chém toàn bộ trong nhà này này các bạn đứng trên dốc thì các bạn không được tăng nam đâu nhưng các bạn đứng dưới dốc thì các bạn sẽ bị giảm đam nó ngược lại với nhà cung nhé nhà cung thì đứng trên dốc tăng đam còn dưới dốc thì không tăng nhưng nhà chém thì đứng dưới dốc thì giảm đam nhưng đứng trên dốc thì không tăng đam nên các bạn đánh chém các bạn để ý nhé Cũng các bạn đừng đứng dưới dốc sẽ bị giảm 50% đam Đó là toàn bộ những cái một số cái hiểu biết về cái nhà BL Và Các bạn nào có cái thêm hiểu biết thêm hoặc là có những cái ý kiến gì hay Thì hãy vui lòng để lại bình luận bên dưới video Và video đến đây là xin tạm dừng Hẹn gặp, gặp lại các bạn Quý vị các bạn trong video tiếp theo